tìm kiếm. Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Cỏi Vlog. Xin được kính chúc cho toàn thể quý cô bác, cô chú, anh chị, các bạn trong và ngoài nước, chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Tiếp tục ngày hôm nay, Sơn Cỏi Vlog xin được cập nhật và chia sẻ tới quý vị những cái thông tin, những hình ảnh mới nhất từ việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở thảm họa tại làng Nủ, Lào Cai. Đây là những hình ảnh thông tin mới nhất mà các bạn đang ở trên Lào Cai tại làng Nủ đang chia sẻ tới mọi người. Thì trong ngày hôm nay, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra bình thường, nhưng các chiến sĩ bộ đội đã rút về. Và cũng như chia sẻ của các bạn đang có mặt tại làng Nủ, Lào Cai, thì hiện nay các lực lượng không cho những TikToker hay YouTuber tiến gần đến khu vực mà mọi người đang tìm kiếm, mà chỉ có thể được đứng ở phía đằng xa để quan sát. Đây là những hình ảnh mà các bạn đã cố gắng hết sức để chia sẻ tới quý vị. Và theo như thông tin được chia sẻ trên báo chí, thì quân đội đã rút gần 400 bộ đội, trường trung cấp 24 biên phòng, rút 5 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn khỏi hiện trường lũ ống sạt lở đất xảy ra tại thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai. Trao đổi với báo Thanh Niên, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, trưởng khoa giám biệt nguồn hơi, trường trung cấp 24 biên phòng, cho biết chiều ngày 24 tháng 9, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đã rút khỏi hiện trường tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở. Từ ngày 12 tháng 9, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của trường trung cấp 24 biên phòng bắt đầu tham gia tìm kiếm tại hiện trường. Ngay trong ngày đầu tiên, chó nghiệp vụ đã tìm được 2 nạn nhân, cũng từ các vị trí do chó nghiệp vụ phát hiện các dấu hiệu khả nghi, lực lượng đã tìm kiếm mở rộng phạm vi đào bới và tìm thêm được 4 nạn nhân. Cùng ngày 24 tháng 9, thì ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, xác nhận sau khi thống nhất với các đơn vị đội tham gia tìm kiếm cứu nạn, quân khu 2 đã rút lực lượng gần 400 bộ đội khỏi hiện trường thôn Làng Nủ. Ngay sau khi nhận được thông tin về lũ lụt sạt lở đất ở Làng Nủ, quân khu 2 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ nạn nhân. Quân đội cũng là lực lượng chủ công trong tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ. Theo như thông tin từ sở chỉ huy tại hiện trường, sáng ngày 24 tháng 9 thì đã tìm thấy thêm được một thi thể, xác định danh tính là bà Nguyễn Thị Mẫn, người thôn Làng Nủ. Đến nay thì vẫn còn 11 nạn nhân mất tích. Và cũng theo như ông Trần Trọng Thông, công tác tìm kiếm 11 người mất tích sẽ được giao lại cho khoảng 200 người của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên, dân quân và một số phương tiện, máy móc, thiết bị tiếp tục tìm kiếm trong 5 ngày nữa. Đó là toàn bộ những thông tin mà Sơn Cỏi Vlog cập nhật chia sẻ tới quý vị. Còn bây giờ quý vị hãy xem trực tiếp các bạn đang có mặt tại làng Nủ sẽ cố gắng có được những góc quay cận cảnh nhất về công tác tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích vẫn còn chưa tìm thấy. Quý vị xem hãy để lại những lời bình luận và chia sẻ để mong rằng các nạn nhân sẽ sớm được tìm thấy. Đây cả nhà ơi, nhìn thấy rồi. Không bác ơi, em đi được sang bên kia thì tốt quá. Chưa bác ơi, chưa thấy là ai có cái những ngày rõ hơn ở nhà. Ngay đầu cái máy xúc này luôn á. Có cái dây điện ngay trên đầu
kia, anh công an đang đứng bên góc bên kia này. Có chừng bị la. Cố gắng thôi cả nhà ơi. Đấy, em bỏ cái gậy đi thì em đi coi quê. Bỏ cái gậy đi. Nhà xa em tính. Chờ em xíu em đi sang bên kia nhé. Cả nhà cái rời lăng của em đừng rời lại, đừng rời lại nhé. Sang bên này thì có cái góc quay là ok hơn. Ôi ban đâu đã xong đấy nè, cứ được vào không? Đây rồi. Góc quay này thì ok nhất có thể rồi phải ai. Đây ạ. Zoom nó sẽ hơi mờ nhé. Không ạ, vẫn là do chính quyền địa phương và có cả bộ đội đang tìm kiếm rồi nhé. Cả bộ đội đang tìm kiếm rồi nhé. Do cả chính quyền địa phương và bộ đội vẫn tiếp tục tìm kiếm. Vẫn cho quay mà thầy à. Mình không đi xuống cái khu sạt lở cái thôi, người ta cấm không xuống sạt lở thôi. Chứ vẫn quay được. Tí nữa em sang trưa nay em sang cái nhà bên dưới cái nhà xây kìa. Chỗ đấy ngồi là ngon đấy. Cây ngô thì bên kia ngồi đấy nó sát với dưới khu sạt lở, người ta sẽ đuổi ạ. Em ngồi đây thì được không? Còn bộ đội anh ơi, còn bộ đội các bác nhé. Vẫn còn. Nhà em cố gắng cập nhật tình hình đi. Em đứng ở trên này cập nhật tình hình rồi nhà. Đi nó góc quay nó xa, nó không được cận cảnh. Nhưng mà thôi mọi người cố gắng và xem vậy. Cảm ơn cả nhà nhé. Công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nhé. Bây giờ cái máy xúc bên kia là bắt đầu dừng rồi. Đấy, chỗ này là cái đường này, cái đường đi xuống này, cái đường đi xuống vào này. Đây, ngày xưa cái mương có kè bê tông rồi này. Đấy cả nhà. Người là do người nhà, cả nhà ơi, đây này, người nhà đấy, người nhà họ đi tìm kiếm mà. Chứ người cho không cho người lạ với lại người không có nhiệm vụ xuống đâu. Cả nhà thông cảm vậy, em 11 người nhé. Còn 11 người nữa. Vẫn có một vài chú đội vẫn đang chỉ tìm kiếm nhé cả nhà. Đấy, bộ đội vẫn ở đây đang tìm kiếm nhá. Còn bộ đội chỉ huy thôi. Bộ đội ở đây chỉ huy tìm kiếm thôi cả nhà. Không, nhà anh Thới ở tít trên kia cơ mà bạn ơi. Nhà anh Thới ở tít trên chỗ bên trên chỗ hôm qua tìm thấy một người ấy. Ở bên cái nhà tôn trắng này à. Buổi chiều nếu mà tìm mà máy xúc tìm ở gần đấy thì hôm qua bộ đội thì rút đi thôi. Còn đây là những người chỉ huy, còn hai người ạ. Đây đang em thấy ở hiện trường còn hai chú bộ đội ạ.
bác ấy, em thấy bác ấy cầm cái gậy và đi chỉ những cái vị trí mà cần đào ấy. Về hết rồi đúng rồi. Chú khuyển xem về hết rồi. Khuyển về rồi, khuyển hỗ trợ đắc lực lắm đấy. Tất cả những vị trí đào là máy xúc này là gần như là khuyển chỉ hết. Mình không xuống hiện trường thôi, mình vẫn lai ở đây. Mà góc này là góc dễ nhìn nhất, nhưng đi xuống dưới này là họ không cho quay đâu, chỉ ngồi ở trên xa thôi.